Cái này cái nu công nha bạn, nhưng mà khỉ hột như nhuyễn cũng được. Cái này được cái nhìn nó cứng cây, cây cốt nạc nhìn rõ cứng cáp ở đây. Này mốt lấy mặt tiền bên đây này, hơi siêu siêu. Cái này sát dưới gốc này này được 43 nè. Chỗ này được 34. Cái này chiều cao được 37. Tầng ngang nó khoảng 45. Ngang 45. Cái này bộ tài mới lập được mấy nước bạn, cái này phải lập thêm vài ba nước nữa, 3-4 nước nữa. Lập nó vậy vậy rồi nó mới đặt cái cây. Đây này mới vô kẽm lại, kẽm nước 2, nước 3, nước 3, 1, 2, nước 3, 3 nước kẽm. Cái này cái đế nhìn tự nhiên. Luôn cây. Nhìn nó giống như cây cổ thụ. Nó cốt nạc. Mà cắt chữa liền hết nha bạn, cắt ở trên. Còn khoảng hai ngón tay cái nó mới hết. Mà cắt chỗ này thì nó ba vườn hết rồi. Như còn cái sẹo nhỏ, cái này nói chung không có sẹo nhiều. Sẹo chỉ sẹo ngọn à. Nụ công nha bạn, nụ công mà khỉ nó lớn.